Rồi cây này đến Tết còn không bà ngoại? Hả? Cây này Tết còn bông không? Còn chứ. Còn cái cây hả? Không có, còn bông trời, một cái bông nó nở tới một tuần lẻ 10 ngày nó mới tàn đó con ơi. Giờ còn tới 2 tuần lận. 2 tuần mà nó nụ quá trời nè. Này á hả? Ồ cái này đẹp quá ha. Cái này là đào gì bà ngoại? Thì cũng là hoa đào đó, đào hồng đó. Dạ đào mà có bông người ta gọi là bông đào phải không? Đẹp quá con ha.